Vâng thưa quý vị, khi tim chúng ta ngừng đập bước sang phút thứ tư thì các tế bào não chúng ta bắt đầu chết và chết vĩnh viễn không tái tạo lại được. Vì vậy rất nhiều trường hợp nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở. Nhưng mà khi chúng ta cứu sống nạn nhân thì nạn nhân bị sống đời sống thực vật. Hay nhiều trường hợp mà bị đột quỵ mình có gọi là tai biến thưa quý vị, thì một số tế bào não đã chết vĩnh viễn nên có thể là liệt nửa người như vậy. Vì vậy chúng ta phải để tư thế này, sau đó chúng ta tiến hành các quy trình sơ cứu. Và đầu tiên thì chúng ta phải kiểm tra tình trạng của nạn nhân. Và nếu nạn nhân có thể bình tĩnh trả lời một cách chính xác như thầy kiểm ở đây thì nạn nhân như thế nào ạ? Hoàn toàn tỉnh táo mà, chúng ta cần phải sơ cứu không ạ? Không ạ. Vậy thì quý vị chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện mà con vừa kể từ chính em học sinh trường trung học cơ sở Nghĩa Hà. Khi đưa được em đầu tiên lên bờ, em vẫn còn thở và còn nói còn rất nhiều bạn cô giáo ở dưới. Nhưng sau 30 phút, 40 phút đưa các bạn còn lại lên bờ thì em trên bờ cũng tử vong. Đây chúng tôi gọi là đuối nước thứ cấp. Vì bất cứ một nạn nhân nào khi mà được đưa từ môi trường dưới nước lên mà bị ngạt nước thì chắc chắn trong phổi sẽ có nước, sẽ gây viêm phổi, phù phổi cấp và dẫn đến tử vong. Vì vậy chúng ta không được chủ quan ở trường hợp này mà chúng ta phải nhanh chóng thay quần áo, giữ ấm, đồng thời chuyển nạn nhân sang tư thế hồi sinh. Quý vị nhớ chúng tôi là tư thế hồi sinh. Và tư thế này như thế nào thì một lát nữa tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Tuy nhiên trong thực tế thì ta sẽ gặp những trường hợp nguy hiểm hơn, đó là khi chúng ta lay gọi mà nạn nhân không có phản ứng lại thì khi này nạn nhân như thế nào ạ? Vâng, nạn nhân mất trí giác và chúng ta sẽ tiến hành theo quy trình sơ cứu. Và trước đây theo quy trình sơ cứu cũ và hiện tại các nhân viên y tế của các trường học đang sử dụng đó là khai thông đường thở, kiểm tra hệ hô hấp, thổi ngạt, kiểm tra hệ tuần hoàn rồi mới ép tim. Thì với phương pháp này tỷ lệ cứu sống nạn nhân chỉ đạt khoảng 45% và đa số nạn nhân cứu sống cũng bị ảnh hưởng đến thần kinh, có thể là liệt nửa người hoặc là sống đời sống thực vật. Như tôi đã nói, chúng ta ưu tiên để máu lên nuôi nào trước thì chúng ta phải làm gì ạ? Em tim trước. Vì vậy đến năm 2010 thì Hiệp hội Tim mạch Mỹ AHA đã đưa ra quy trình mới với tỷ lệ cứu sống nạn nhân ở phút đầu tiên lên đến 98% và đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận. Quy trình đó như sau. Bước đầu tiên là chúng ta cảm nhận mối nguy hiểm môi trường xung quanh, chúng ta đã thực hiện. Bước thứ hai kiểm tra tình trạng nạn nhân. Bước thứ ba là chúng ta kiểm tra hệ tuần hoàn và ép tim luôn ạ. Chúng ta có hai phương pháp để kiểm tra hệ tuần hoàn. Phương pháp thứ nhất đó là kiểm tra động mạch cảnh trên cổ. Quý vị sẽ cùng thực hành theo tôi ạ. Thầy kiểm cũng thực hành theo tôi ạ. Chúng ta sử dụng hai ngón tay đặt vào vị trí tiết hầu, di chuyển sang trái hoặc sang phải 2-3 cm, ấn nhẹ vừa phải. Chúng ta đừng ấn vào cái đầu ngón tay ạ. Chúng ta sẽ cảm nhận được là cả cái thân của ngón tay chúng ta thôi. Quý vị có cảm nhận được mạch của mình không ạ? Hỏi một câu chân thành là có quý vị nào không thấy mạch của mình ạ? Vâng, thưa quý vị. Vâng. Tuy nhiên trong trường hợp mà nạn nhân bị chấn thương ở vùng đầu và mất nhiều máu thì phương pháp vừa rồi sẽ không cho kết quả chính xác. Vì vậy chúng ta sẽ áp dụng phương pháp thứ hai, đó là kiểm tra động mạch quay trên cổ tay của nạn nhân bằng cách đưa cánh tay của nạn nhân thẳng lên trên như thế này, kẻ một đường thẳng dọc theo ngón cái xuống vị trí cuối cùng của cổ tay, sau đó di chuyển xuống bên dưới 2 cm, ấn nhẹ vừa phải bằng 3 ngón tay như thế này, thả lỏng các đầu ngón tay ra. Vâng, và quý vị chúng ta có thể cảm nhận được mạch không ạ? Có không thưa quý vị? Chắc chắn là có rồi, vì chúng ta đều là những cơ thể sống. Và nếu như trong trường hợp chúng ta đã kiểm tra cả hai mặt mà không có tín hiệu thì khi này nạn nhân như thế nào ạ? Vâng, chưa chết được đâu ạ. Khi này chúng ta chỉ có thể kết luận rằng là nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở và chúng ta nhanh chóng tiến hành ép tim và thổi ngạt. Quý vị lưu ý ép tim trước và thổi ngạt sau. Để ép tim thì chúng ta phải xác định được chính xác vị trí của tim. Theo quý vị ngồi ở đây thì tim chúng ta là bên trái hay bên phải ạ? Quý vị nào ở bên trái chúng ta đây là
giữa, chúng ta đưa tay ra. Có chính giữa luôn. Vâng, thưa quý vị, khi chúng ta không nằm bên trái, cũng không nằm bên phải, mà nằm chính giữa hai phần phổi, có định tim chết sang trái thuộc dãy liên sườn số 5. Được chưa? Bây giờ thì quý vị đã xác định được tim của chúng ta nằm đâu chưa? Vâng, thưa quý vị, vì chúng ta nhầm lẫn vị trí của tim, nên đại đa số nạn nhân sau khi bị ép, được ép tim thì thường là bị ép tim và đưa đến bệnh viện là vỡ phổi, vỡ phổi ra và là ép vào phổi, thưa quý vị. Và chúng ta có hai phương pháp để xác định được chính xác vị trí ép tim. Phương pháp thứ nhất là phương pháp chữ thập. Chúng ta dùng ngón tay kẻ một đường dọc theo yết hầu của nạn nhân xuống dưới rốn. Thì khi chúng ta kẻ một đường như thế này thì trên cơ thể sẽ hàn lên cái đường màu trắng. Do bị ngưng tim nên da chúng ta sẽ tim tắt, kẻ một đường sẽ hàn lên màu trắng. Đường thẳng còn lại nối hai lớn nhạy cảm trên ngực, đúng chưa? Thì giao điểm giữa hai đường thẳng này chính là vị trí ép tim. Quý vị có thể dễ dàng xác định được ạ. Tuy nhiên phương pháp này chỉ áp dụng được với nạn nhân là trẻ em và nam giới, còn đối với nữ giới, nhất là các phụ nữ sau sinh, thì phương pháp này sẽ cho sai số rất lớn, đúng không ạ? Chính vì vậy chúng ta lại áp dụng phương pháp thứ hai, đó là phương pháp đo xương ức. Chúng ta sử dụng ngón tay kẻ đường dọc theo vị trí yết hầu của nạn nhân xuống bên dưới, thì chúng ta sẽ chạm vào điểm hõm đầu tiên trên cổ ạ. Cố định vị trí này, chúng ta tiếp tục di chuyển tay chúng ta xuống dưới, chúng ta sẽ chạm đến hõm thứ hai và quý vị ấn vào rất là đau, đúng không ạ? Và chúng ta có thể xác định vị trí này bằng cách cái xương cuối cùng của xương sườn kéo lên đây và cái điểm này, đúng không ạ? Và chia bàn thắng này thành ba phần bằng nhau, 1/2/3 phần, thì vị trí 1/3 từ dưới lên chính là vị trí ép tim, được chưa? Như vậy hai phương pháp này quý vị đều phải làm được. Và sau khi xác định được chính xác vị trí ép tim, chúng ta sẽ tiến hành ép tim như sau. Quý vị đặt gò lòng bàn tay trong bụng. Gò lòng bàn tay là vị trí này, được chưa? Vào vị trí ép tim. Tay còn lại chúng ta cố định và khóa chặt như thế này. Và quý vị lưu ý, khi ép thì cánh tay chúng ta phải vuông góc với cơ thể nạn nhân. Nếu quý vị đứng nghiêng như vậy thì quý vị ép gì ạ? Vuông góc như thế này. Và khi ép, cánh tay chúng ta thẳng, không có co như thế này, thẳng tay. Sử dụng lực của cơ thể lên vai và xuống cánh tay. Ép nhanh, mạnh, dứt khoát, sao cho lòng ngực của nạn nhân sẽ nén xuống từ 5-6 cm đối với nạn nhân là người lớn, 3-4 cm đối với nạn nhân là trẻ em. Chúng ta sẽ 30 nhịp với tốc độ 100 lần trên 1 phút đối với nạn nhân là người lớn, 120 lần trên 1 phút đối với nạn nhân là trẻ em. Quý vị sẽ cùng đếm theo tôi ạ. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và 9 và 10. Trong thực tế sẽ rất là mạnh ạ. Nhưng vì một người tim đang mặc vào bình thường nên chúng ta mà em tin thì rối loạn tim. Sau khi chúng ta kết thúc 30 nhịp ép tim thì phải tiến hành hỏi ngay. Đây là một bước rất quan trọng nhưng có nhiều người quên, đó là khai thông đường thở cho nạn nhân trước. Chúng ta có thể tìm một vật xung quanh như là quần áo, giày dép và cũng có thể là một chai nước như thế này, được chưa? Đặt ở vị trí đốt sống cổ của nạn nhân, sao cho cầm nạn nhân hướng chỉ thiên. Khi này đường thở của nạn nhân sẽ thông thoáng và trở thành gần như một đường thở đến phổi, đúng chưa quý vị? Sau đó chúng ta dùng tay mở miệng của nạn nhân ra, kiểm tra xem bên trong có dị vật, dịch, nhầy, chất nôn, thậm chí là răng giả. Chúng ta nhanh chóng loại bỏ những thứ này. Và nếu như trong trường hợp lưỡi của nạn nhân bị tụt vào trong, thì quý vị hãy mạnh dạn sử dụng hai ngón tay kẹp chặt, đồng thời kéo lưỡi của nạn nhân ra, giúp cho đường thở nạn nhân thông thoáng. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành hỏi ngay. Có hai phương pháp thổi ngạt, đó là phương pháp miệng miệng và phương pháp miệng mũi. Thổi miệng thì được mũi, mà thổi mũi thì được miệng. Và quý vị lưu ý giúp tôi, trong trường hợp nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở do đuối nước thì chúng ta bắt buộc phải áp
dụng phương pháp miệng miệng. Còn phương pháp miệng mũi sẽ áp dụng cho hầu hết các trường hợp nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở trong các vụ tai nạn khác như điện giật, như bị nhồi máu cơ tim, bị đuối. Và phương pháp nó tiến hành như sau: chúng ta sử dụng ngón tay cái và hai ngón tay ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt hai cánh mũi của nạn nhân, kẹp chặt hai cánh mũi của nạn nhân để chúng ta chặn đường thở lên mũi, được chưa? Tay còn lại chúng ta đặt lên cằm, đồng thời mở miệng của nạn nhân ra, được chưa? Sau đó chúng ta lấy hơi ngậm chặt miệng và thổi từ từ vào trong cơ thể nạn nhân. Và lấy hơi như thế nào? Đúng là chúng ta sẽ lấy hơi bằng miệng và bụng, không lấy hơi bằng mũi, vì khi chúng ta hít không khí vào mũi thì không khí sẽ đi qua phổi, máu sẽ hấp thụ oxy, và khi chúng ta thổi vào nạn nhân thì nồng độ oxy trong khí đó chỉ đạt từ 5-6%. Quý vị lưu ý rằng, và chúng ta sẽ làm như sau ạ. Và khi chúng ta thổi thì ngực nạn nhân sẽ phồng lên như thế này, chúng ta nhanh chóng bỏ tay ra mũi ra để không khí thoát ra ngoài qua đường mũi một cách bình thường. Chúng ta lại tiếp tục thổi lần thứ hai thì ngực nạn nhân lại phồng lên, sau đó lại xẹp xuống giống như là nạn nhân đang thở vậy. Sau đó chúng ta lại tiếp tục quay lại ép tim 30 nhịp, thổi ngạt hai hơi, ép tim 30 nhịp, thổi ngạt hai hơi cho đến khi nào ạ? Quý vị lưu ý tôi là quy trình mà ép tim và thổi ngạt cũng khá là lâu, vì vậy người học là cơ cú không khó, khá là lâu, cả hai người thì cũng hay khi nhau. Chúng ta cứ làm như vậy cho đến khi nạn nhân có dấu hiệu ổn định, đó là mắt chớp chớp, môi móc máy, các đầu ngón tay cử động nhẹ và da dẻ hồng hào trở lại, thì lúc này chúng ta ngưng cấp cứu. Chúng ta sẽ kiểm tra hệ tuần hoàn của nạn nhân. Quý vị còn nhớ cách để kiểm tra hệ tuần hoàn không ạ? Còn nhớ không quý vị? Có hai cách là động mạch quay trên cổ tay và động mạch chặt trên cổ, được chưa? Hai cách cơ bản nhất. Và nếu như có tín hiệu bất thường thì chúng ta sẽ ngưng cấp cứu và đồng thời chuyển nạn nhân sang tư thế hồi sức. Và quý vị có còn nhớ tư thế hồi sức này áp dụng khi nào không ạ? Còn nhớ không quý vị? Quý vị còn nhớ hay quý vị đã quên? Vâng, tức là chúng ta sẽ áp dụng tư thế hồi sức này khi nạn nhân được đưa lên bờ mà vẫn còn thở, vẫn còn tỉnh, thì chúng ta không được chủ quan mà vẫn phải áp dụng tư thế này, được chưa? Và tư thế hồi sức như sau: chúng ta sẽ đặt tay phải của nạn nhân vuông góc với cơ thể. Thầy có các tưởng tượng là kế bên này có một cái bàn này, được chưa? Tay trái của nạn nhân đặt lưng bàn tay vào má đối diện. Chân trái của nạn nhân sẽ gấp lại và vuông góc với mặt đất. Khúc này khó tưởng tượng một chút xíu. Sau đó đẩy toàn bộ cơ thể sang tư thế nằm nghiêng. Thời đợi lực lượng cấp cứu đến để đưa nạn nhân đi kiểm tra y tế, và khi lực lượng cấp cứu đến thì
chúng ta cũng phải thông báo rằng tình trạng của nạn nhân như vậy chúng tôi đã sơ cứu và hiện tại đang để ở tư thế hồi sức, để cho các nhân viên họ biết và họ tiếp tục giữ tư thế này khi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thế quý vị đã nắm được rõ chưa? Tôi nghĩ chắc chắn quý vị sẽ thực hành được.